Schwab, đó là một cái bài toán về đầu tư nắm cái loại ung thư mà chính phủ Nhật Bản đang khuyến khích người dân gọi là dành thời gian tìm hiểu và tầm soát, ví dụ như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Khi mà người bệnh không hề có triệu chứng thì ai cũng lười đi khám bệnh hết. Ngược lại, đối với những người mà người ta lo lắng nhiều quá, người ta lại đầu tư tiền sai và những cái phương pháp tầm soát không đúng. Kính chào quý vị đã đến với chương trình C-Talk, nơi chuyên gia nói. Và trong chương trình C-Talk ngày hôm nay, Khánh Nguyên xin được mời quý vị khán giả cùng đến với chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý, là người đồng sáng lập tổ chức y học cộng đồng đang làm việc tại khoa ung thư nội khoa Bệnh viện Trung ương Kyoto Minaren và Đại học Kyoto của Nhật Bản. Xin chào bác sĩ ạ. Rồi, xin chào em. Dạ thưa bác sĩ, đầu tiên xin bác sĩ chia sẻ chỉ số ung thư là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát hiện sớm ung thư ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của em. Cái chỉ số ung thư là một cái chỉ số mà được rất là nhiều người quan tâm. Trong cái bệnh ung thư thì khối u có thể tiết ra những cái chất đặc trưng đủ cao và nhiều để mà đo qua xét nghiệm máu. Và những cái chất này được rất là nhiều nhà khoa học nghiên cứu từ năm 1980 với nhiều cái tên gọi, ví dụ như là các chỉ thị ung thư hay là chỉ số ung thư, với cái hy vọng là giúp ích cho cái việc chẩn đoán hoặc là phát hiện sớm ung thư. Hiện nay thì có khoảng 30 loại chất chỉ thị ung thư có thể đo bằng xét nghiệm máu. Tuy nhiên, cái vai trò của nó trong việc xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm ung thư thì còn rất là hạn chế. Thậm chí nhiều nhà khoa học còn nói rằng đây là một cái di sản bị gọi nhầm tên, bởi vì nó không có hề đặc hiệu như là cái kỳ vọng ban đầu. Thứ nhất là nó không có đặc hiệu cho một loại ung thư nào cả. Ví dụ như là CEA, một cái chất chỉ thị ung thư có thể tăng ở ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư tụy, nó cũng có thể tăng. Thậm chí là một số cái bệnh lành tính khác như là viêm đường ruột này, tiểu đường, xơ gan, huyết dạ dày, nó cũng có thể làm tăng cái CEA này. Và mình gặp một số người hút thuốc lá cũng tăng cái chỉ số này, cho nên nó không có thể đặc hiệu gì cả. Và cái ý nghĩa của việc phát hiện sớm nhờ cái chỉ số này cũng đã bị chối bỏ khi mà người ta theo dõi trường kỳ những cái bệnh nhân mà có cái sự tăng này. Và các cái hiệp hội về ung thư của thế giới đã không còn khuyến cáo, thậm chí là người ta nói không nên dùng cái chỉ số này để tầm soát ung thư, bởi vì nó cũng không có cái số liệu nào để chứng minh là nó giảm được cái tỷ lệ tử vong do ung thư. Một số cái ví dụ khác mà mọi người có thể dễ hình dung hơn, đó là khi mà ung thư nó ở cái giai đoạn rất là sớm, nó là mầm nhỏ, thì hầu như là nó không có tăng được cái chỉ số ung thư trong máu. Và khi mà chỉ số ung thư nó tăng lên thì thường thường nó đã, cái khối u nó đã to rồi, và nó đã thường thường nó đã có thể di căn qua chỗ khác, thì thường như vậy là nó không có ý nghĩa trong cái việc phát hiện sớm nữa. Ngoài ra, nhiều cái tình huống người ta gọi là dương tính giả, tức là cái chỉ số nó tăng lên nhiều nhưng mà rốt cuộc là người ta không có tìm thấy cái khối u nào hết, và rốt cuộc là bệnh nhân sẽ tốn rất là nhiều tiền để đi lùng soát ung thư và dẫn đến những cái việc như là chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức. Một số tình huống ngược lại là âm tính giả, tức là có ung thư thật nhưng mà cái này nó không tăng lên, làm cho bệnh nhân chủ quan và người ta bỏ lơ các cái phương pháp tầm soát tốt hơn, và rốt cuộc là nó cũng gây hại cho bệnh nhân. Đó là những cái góc nhìn mà mình nghĩ là mọi người cần phải lưu ý về cái phát hiện sớm ung thư bằng cái chỉ số ung thư, mà được rất là nhiều cái chuyên gia cũng như là hiệp hội y khoa khuyến cáo là không nên dùng. Dạ thưa bác sĩ, về tầm soát ung thư là gì ạ? Và cái cách hiểu tầm soát ung thư là đi kiểm tra, xét nghiệm để phát hiện sớm ung thư, như vậy thì có đúng không ạ? Và có phải là ai cũng nên đi tầm soát không bác sĩ? Vâng, tầm soát ung thư là một cái khái niệm được rất là nhiều người quan tâm. Nó được định nghĩa đúng, đó là chúng ta đi làm những cái xét nghiệm phù hợp ở cái thời kỳ mà không có triệu chứng để cố gắng phát hiện ung thư ở cái giai đoạn sớm nhất.
và để có thể điều trị nó triệt để, chữa lành ung thư. Ở đây chúng ta nói tới cái vấn đề tầm soát, đó là một cái bài toán về đầu tư, bởi vì cái người đi tầm soát á, là không hề có triệu chứng, họ không phải là bệnh nhân đúng không? Họ sẽ bỏ tiền ra để lặp lại cái xét nghiệm đó hàng năm hoặc là 2 năm một lần. Ở Nhật thì có thể tốn từ 300 đô, có những cái trung tâm lấy tới 1.000 hoặc là 2.000 đô để mà tầm soát, nhưng mà thực sự cái tỷ lệ phát hiện ung thư thì nó không có cao đâu. Ví dụ như nói về tầm soát ung thư dạ dày nhé, thì 100 người đi tầm soát thì phát hiện ra một ca là ung thư dạ dày sớm thôi. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc cái hiệu quả về đầu tư ở đây như thế nào để không có bị gọi là quăng tiền qua cửa sổ. Chúng ta phải xem cái nguy cơ của mình cao đến đâu và có đáng để đầu tư hay không. Ví dụ nếu mà mọi người thực sự là cái khả năng kinh tế không có cao thì cái chuyện bỏ vào tầm soát ung thư là không có đáng. Những người trẻ khả năng bị ung thư cực thấp thì cũng không cần phải cầm tầm soát ung thư. Ngược lại những cái cụ quá là lớn tuổi như ở Nhật này trên 80, 90 tuổi hầu như là chống gậy đi cũng nổi, hoặc là bản thân cái tuổi già nó cũng ảnh hưởng tới cái khả năng tử vong của họ rồi, thì cũng không cần phải đầu 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 tư đầu tư vào việc tầm soát nữa. Ngoài ra có những cái yếu tố cá nhân có thể làm thay đổi cái chương trình cũng như là cái chiến lược tầm soát của bệnh nhân. Một số anh chị có thể biết về cái vi khuẩn HP và liên quan của nó trong cái bệnh ung thư dạ dày chẳng hạn. Thì quý kể ra một cái ví dụ để mọi người hình dung nhé, đó là khi mà chúng ta bị nhiễm cái con vi khuẩn này và chúng ta bị viêm teo dạ dày, thì cái khả năng mà bị ung thư trong vòng 10 năm sắp tới đó sẽ là khoảng 3-4% so với cái con số là 0% ở những cái người mà không hề bị nhiễm cái con vi khuẩn này. Có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta không hề có cái nguy cơ đó thì chúng ta cũng cần phải đi tầm soát ung thư dạ dày đúng không ạ? Còn ngược lại, nếu mà chúng ta bị viêm teo, bị ảnh hưởng bởi con vi khuẩn này, thì chúng ta nên cân nhắc tới chuyện đầu tư nội soi dạ dày để mà tầm soát những cái phát hiện sớm những cái khối u ở trong dạ dày giai đoạn sớm, mà chúng ta có thể cắt triệt để bằng những cái phương pháp thích hợp bằng qua nội soi. Vậy bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của chương trình C-Talk về cái phương pháp ra cũng như là xét nghiệm để phát hiện ung thư đang được áp dụng phổ biến tại Nhật Bản không ạ? Vâng, mình xin chia sẻ thêm một xíu về 5 cái loại ung thư mà chính phủ Nhật Bản đang khuyến khích người dân gọi là dành thời gian tìm hiểu và tầm soát. Ví dụ như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Thì nếu mà mọi người quan tâm thì có thể lên trang web của Y học cộng đồng đọc thêm. Tuy nhiên ví dụ cái điểm chung nhất ở đây đó là cứ sau 40 tuổi ung thư dạ dày thì là người ta đang khuyến cáo là sử dụng nội soi dạ dày mỗi năm một lần. Có một cái phương pháp cụ thể hơn, của đặc thù hơn của Nhật, đó là uống barium và chụp X-quang. Tuy nhiên cái phương pháp đó thì bây giờ cái người đọc được cái phim đó cũng rất là hạn chế. Và cái xu hướng là bây giờ đang dùng cái nội soi dạ dày để tầm soát. Đối với ung thư đại tràng thì có 2 phương pháp phổ biến ở Nhật, đó là tìm cái máu lẫn trong phân, tức là máu mà mình không thể thấy bằng mắt thường được, và mình sẽ lấy cái kích thử lấy cái mẫu phân của mình 2 cái lần khác nhau xem thử là trong đó có lẫn máu hay không. Nếu mà có lẫn máu thì bác sĩ sẽ khuyến khích một cái xét nghiệm chuyên sâu hơn, đó là nội soi đại tràng toàn bộ đại tràng xem thử là có cái chỗ nào có những cái mầm mống có thể gây ung thư, ví dụ như là polyp đại tràng. Nhưng mà một số bệnh nhân thì người ta không thích làm cái kiểu đó mà người ta thích soi trực tiếp luôn, thì cái này nó hơi phức tạp hơn là cái phương pháp nội soi đại tràng, cần phải gọi là bệnh nhân phải uống rất là nhiều nước để kích thích đi hết những cái phân trong đại tràng của mình ra, và thường thường mất khoảng chừng nửa ngày thì mới xong được cái xét nghiệm này. Tuy nhiên cái phương pháp này cũng được khá nhiều người lựa chọn, và người ta khuyến cáo là lặp lại mỗi năm một lần nếu mà chúng ta có những cái nguy cơ cao vì về độ tuổi, hoặc là trước đó chúng ta đã tìm thấy những cái polyp nhỏ rồi và người ta cần phải theo dõi thêm. Đối với ung thư phổi thì khuyến cáo của Nhật vẫn là sau 40 tuổi chúng ta nên đi tầm soát. Tuy nhiên cái chương trình nó có thể được đặc thù hơn một xíu đối với những người mà hút thuốc lá nhiều này. Đó, thì cùng theo những cái khuyến cáo hiện nay đó là chụp CT liều thấp
mặc dù cái số liệu của Nhật thì chưa có ủng hộ cái phương pháp này lắm. Người Nhật người ta có những cái nghiên cứu riêng của họ, và cái phương pháp mà đang được khuyến cáo ở Nhật đó, đó là chụp X-quang cộng với cái lấy đàm ra và thử xem thử là có những cái tế bào ung thư ở trong đàm hay không. Mặc dù cái phương pháp này mình nghĩ ở Việt Nam cũng hơi khó áp dụng, vì cho nên chúng ta thiếu những cái bác sĩ chuyên đọc cái kết quả đó. Đối với ung thư vú thì ở Nhật cái khuyến cáo rất là đơn giản, đó là sau 40 tuổi mọi người sẽ chụp, cố gắng đi chụp nhu ảnh, tức là chụp X-quang vú 2 năm một lần. Và đối với ung thư cổ tử cung thì cái phương pháp mà phổ biến nhất ở Nhật hiện nay đó là đối với tất cả những phụ nữ trên 21 tuổi thì mọi người nên đi làm pap smear, tức là làm phiến đồ âm đạo ở các cái cơ sở mà cung cấp cái dịch vụ này, ví dụ như là khoa sản phụ khoa của các bệnh viện. Có những cái coupon người ta gửi về nhà cho mọi người theo từng năm. Một số tuần thì chúng ta phải gọi điện lên thì người ta mới gửi về nhà. Đây cũng là một cái điều mà chúng ta phải lưu ý, bởi vì rất là nhiều người Việt Nam mình, nhất là những người Việt ở Nhật, họ không có có đủ cái kiến thức cũng như là đủ cái ngôn ngữ để mà giao tiếp và yêu cầu cái những cái coupon đó để làm giảm cái chi phí tầm soát đối với mình. Và mọi người nên nhớ đây là một cái bài toán về đầu tư, chúng ta phải hiểu và chúng ta biết đúng cái cách để đầu tư, cho nếu không thì chúng ta sẽ bị mất quyền lợi. Dạ, vậy thưa bác sĩ, vậy nhưng mà em vẫn có một cái thắc mắc là quy trình tầm soát diễn ra như thế nào ạ? Ở Nhật thì thực sự là họ cũng không có những bác sĩ gia đình mà chuyên về cái tầm soát ung thư, cho nên là hầu hết đấy cũng là một cái vấn nạn ở Nhật đó, tức là mỗi người dân phải tự ý thức về cái nguy cơ của mình, và người ta phải tự đặt hàng đến các cái trung tâm tầm soát được chỉ định đấy, để mà yêu cầu là ví dụ ngày hôm nay tôi đến để nội soi dạ dày, rồi ngày mai tôi đến để nội soi đại tràng hay gì đó. Thì để tăng cái sự tiếp cận của người dân thì rất là nhiều trung tâm người ta có một cái chương trình gọi là chương trình tầm soát đó. Và ví dụ như tôi muốn làm 3 món hoặc là 5 món gì đó thì mọi người sẽ được tư vấn, và sau khi tham gia những cái đó thì sẽ có một cái người bác sĩ họ phụ trách và họ giải thích cho người dân là nếu mà có bất thường thì nên đi tiếp những bệnh viện nào để khám chuyên sâu hơn. Bởi vì tầm soát nó chỉ là một cái dạng sàng lọc thôi, nó không phải là cái dạng chẩn đoán chính xác ung thư. Mà nếu mà chúng ta có cái kết quả bất thường ở trong cái quá trình tầm soát ấy, thì chúng ta cần phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa để mà khẳng định đây là ung thư hay là thực ra đây là chỉ là báo động giả thôi mà thôi. Thì mình nghĩ là cái vấn đề mà khuyến cáo người dân, làm cho người dân hiểu hơn về ung thư, hiểu hơn về nguy cơ của mình và nghĩ tới cái chương trình tầm soát thích hợp á, là một cái bài toán mà rất là nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Bởi vì khi mà người bệnh không hề có triệu chứng thì ai cũng lười đi khám bệnh hết, và người ta cũng rất là ngại để đầu tư tiền vào những cái chương trình tầm soát như vậy. Ngược lại, đối với những người mà người ta lo lắng nhiều quá, người ta lại đầu tư tiền sai vào những cái phương pháp tầm soát không đúng, thì điều đó cũng là chúng ta cũng phải cân nhắc để tiết kiệm một cái khoản tài chính lớn cho gia đình. Dạ, vậy thưa bác sĩ, đối với người dân mà họ đã đi tầm soát rồi và họ đã nhận được một cái kết quả nó bình thường, nghĩa là nó không có gì ổn hết, thì người dân có nên yên tâm với cái kết quả đó không ạ? Vâng, đương nhiên cái kết quả tầm soát mà có một chút gì đó bất thường thì nó sẽ là một cái chỉ dấu để báo hiệu chúng ta nên làm tiếp các cái xét nghiệm tiếp theo để thực sự là biết được đây là ung thư giai đoạn sớm hay là chỉ là một cái báo động giả, thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Và ngay cả khi mà cái kết quả tầm soát ra là âm tính, tức là bình thường, chẳng hạn thì chúng ta cũng được một cái sự là an tâm về cái sức khỏe hiện tại của chúng ta. Đương nhiên là chúng ta phải nhớ rằng ngoài bệnh ung thư còn rất là nhiều bệnh khác, ví dụ như là bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, cao mỡ máu cũng là những cái nguy cơ về sức khỏe và có thể gây ra những cái căn bệnh rất là nguy hiểm, ví dụ như tai biến mạch máu não hoặc là nhồi máu cơ tim bất chợt. Mà những cái căn bệnh này cũng cần phải lưu ý vì nó không có gây ra triệu chứng trong những cái thời kỳ đầu. Cho nên là nếu mà quý vị có cái quan tâm về cái việc tầm soát ung thư thì chúng ta nên có một cái chương trình tổng thể lặp đi lặp lại trong một cái thời gian nhất định để chúng ta luôn đảm bảo là có sức khỏe đầy đủ. Ngoài ra
Cái chuyện tầm soát thì là một phần của cái chiến lược giảm cái tỷ lệ tử vong do ung thư thôi. Mọi người phải nhớ là theo một cái chương trình vận động thích hợp, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và giữ những cái tinh thần lạc quan, tích cực để luôn luôn nâng cao cái chức năng của hệ miễn dịch của mình để có thể giảm bớt những cái nguy cơ phát sinh ung thư trong cơ thể của mình. Xin cảm ơn câu hỏi của MC ạ. Dạ, em cũng xin cảm ơn bác sĩ cùng với những chia sẻ rất là thiết thực. Và thưa quý vị khán giả của chương trình C-Talk, với những thông tin và những chia sẻ của bác sĩ Phạm Nguyên Quý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình C-Talk của chúng tôi kỳ này. Khánh Huy xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.